Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Cửa Sổ trên kênh FBNC. Tôi là Nguyên Khang và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm những tin trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị, công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico với mã là SVC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. Theo đó thì doanh thu thuần của Savico đạt hơn 9.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 157 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 25 và 82% so với năm 2014. Lợi nhuận tính trên một cổ phiếu của Savico đạt gần 4.000 đồng trong năm 2015. Theo đại diện của Savico, kết quả đạt được là do hoạt động kinh doanh tại các công ty thành viên trong lĩnh vực ô tô và xe gắn máy tăng so với cùng kỳ. Công ty bóng đèn và phích nước rạng đông với mã chứng khoán là RAL vừa có một quý kinh doanh không mấy khả quan do sức mua của thị trường giảm. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận của cả năm vẫn ở mức khả quan. Lũy kế cả năm 2015, bóng đèn rạng đông ghi nhận doanh thu tăng 60 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 47% so với năm 2014. Nếu so với chỉ tiêu đặt ra hồi đầu năm thì dù mới sắp xỉ đạt chỉ tiêu về doanh thu, nhưng bóng đèn rạng đông đã vượt đến 59% kế hoạch về lợi nhuận. Công ty phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu với mã chứng khoán là HDC vừa công bố trong năm 2015, công ty này đã đạt tổng thu là 425 tỷ đồng. Với hơn 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả kinh doanh khả quan thì HDC dự kiến sẽ mua vào 2 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Bước sang năm 2016 thì doanh thu của HDC dự kiến sẽ được bổ sung thêm 260 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 25 tới 30 tỷ đồng lợi nhuận từ chung cư Bình An. Ngoài ra các dự án đất nền Phú Mỹ và đất nền Ngọc Tước 2 dự kiến sẽ được chào bán tối thiểu là 110 nền trong năm 2016. Kính thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận niêm yết cổ phiếu MBS của công ty chứng khoán MB. Tổng khối lượng niêm yết là hơn 122 triệu đơn vị. Hiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là cổ đông lớn nhất của MBS với tỷ lệ nắm vốn điều lệ là 79,5%. MBS đang tập trung phát triển hai mảng hoạt động chính là dịch vụ chứng khoán và dịch vụ ngân hàng đầu tư. Với các khách hàng tổ chức là các quỹ đầu tư nước ngoài, ngân hàng và công ty bảo hiểm. Năm 2015, công ty đạt 390,7 tỷ đồng doanh thu và 9,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty cổ phần Masan với mã là MSN vừa công bố, đối tác chiến lược Singha đã chuyển khoản vốn 650 triệu đô la Mỹ đầu tiên để góp vốn vào tập đoàn này. Trong đó 50 triệu đô la để mua 33,3% cổ phần của Masan Bellery và 600 triệu đô la để sở hữu 14,3% cổ phần Masan Consumer Holdings. Khoản đầu tư 600 triệu đô la sau đó sẽ được sử dụng để mua thêm cổ phần của Masan Consumer, tức là mảng kinh doanh thực phẩm và đồ uống không cồn của Masan. Sau giao dịch này thì Masan Consumer Holding sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer lên là 96,7% từ mức 77,8%. Được biết thì Singha sẽ tiếp tục góp thêm 450 triệu đô la Mỹ vào Masan Consumer Holding để tăng tỷ lệ sở hữu của mình lên 25%. Và bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ. Phiên giao dịch ngày 27 tháng 1, phố Wall đã lấy lại sắc xanh nhờ báo cáo tăng trưởng ấn tượng của đại gia công nghệ là Facebook và sự bật lên trở lại của giá dầu. Kết phiên cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng nhẹ trong khoảng từ 0,55 đến 0,86%. Cổ phiếu của Facebook tăng 15,5%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2013, sau khi doanh thu quảng cáo trực tuyến đã tăng 52% trong quý 4 năm 2015. Vượt xa với các kỳ vọng trước đó, nhờ đó chỉ số chung của cổ phiếu nhóm công nghệ S&P đã tăng thêm 1,48%. Nhóm năng lượng của S&P cũng tăng 3,15% nhờ mức tăng gần 3% của giá dầu thô thế giới. Tuy nhiên, việc phục hồi trở lại của giá dầu thô, theo các chuyên gia chủ yếu là do hoạt động của giới đầu cơ, trước thông tin là Ả Rập Saudi và các nước OPEC sắp cắt giảm sản lượng. Microsoft vừa cho biết rằng trong quý thứ 2 của năm tài chính 2016, hãng đạt doanh thu là 23,8 tỷ đô la Mỹ. Giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng là 4,9 tỷ đô la. Mảng Surface tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu lên đến 29% nhờ sự ra mắt của hai thiết bị mới là Surface Pro 4 và Surface Book. Trong khi đó, doanh thu của bộ phận điện thoại thì lại giảm đến 49% so với một năm về trước với chỉ 4,5 triệu chiếc Lumia được bán ra. Tính tổng cả năm thì doanh thu của Samsung Electronics đạt khoảng 166 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận là 22 tỷ đô la Mỹ. Bản báo cáo lợi nhuận cho thấy hãng có doanh thu giảm nhẹ và lợi nhuận tăng nhẹ so với năm ngoái. Xét về mặt doanh thu quý, lợi nhuận hoạt động của Samsung vào khoảng 5 tỷ đô la Mỹ so với quý trước, giảm so với 6,1 tỷ của quý 3 năm 2015 nhưng vẫn tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Ở bộ phận di động thì Samsung đã giao 97 triệu điện thoại trong quý vừa rồi, trong đó có hơn 80% là smartphone. Giá trung bình của một chiếc điện thoại là 180 đô la Mỹ một chiếc.
Bộ phận di động và thiết bị máy tính mang lại hơn 25.000 tỷ won, khoảng 20,65 tỷ đô la Mỹ cho Samsung và chiếm một nửa doanh thu toàn Samsung Electronics. Trong quý đầu của năm tài chính 2016 thì Qualcomm đã đạt được doanh thu là 5,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Kéo theo đó lợi nhuận cũng bị giảm 25% xuống mức là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, những con số này đều đã vượt qua kỳ vọng của các nhà đầu tư phố Wall. Trong 3 tháng qua, hãng đã giao được 242 triệu con chip, trong đó bao gồm cả SoC, chip 3G, 4G, chip quản lý nguồn và nhiều loại linh kiện khác, giảm 10,3%. Tổng giá trị của những sản phẩm dùng chip Qualcomm đã bán ra đạt là 60,6 tỷ đô la Mỹ. Trong quý kế tiếp, Qualcomm dự kiến sản lượng chip được giao sẽ là 175 đến 195 triệu con. Doanh thu ước tính là từ 4,9 cho đến 5,7 tỷ đô la Mỹ. Toyota tiếp tục giữ ngôi đầu doanh số bán hàng toàn cầu trong năm qua với tổng cộng là 10,151 triệu xe được bán ra. Đây cũng là hãng xe duy nhất vượt mốc 10 triệu trong năm 2015. Đối với Toyota, năm nay là năm thứ tư liên tiếp hãng đã giữ được vị trí đứng đầu. Hai hãng xe ở vị trí tiếp theo đó là Volkswagen AG với con số là 9,93 triệu xe và tiếp theo sau đó là General Motors với 9,8 triệu xe. Vào thời điểm giữa năm 2015 thì Volkswagen đã vượt mặt Toyota về doanh số, nhưng tập đoàn của nước Đức là rơi vào khủng hoảng sau vụ bê bối gian lận khí thải trên các động cơ diesel. Cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng đến doanh số các thương hiệu thuộc Volkswagen và doanh số của họ bị sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù là hãng đứng đầu về doanh số toàn cầu, nhưng năm vừa qua thì Toyota vẫn ghi nhận sự sụt giảm 0,8% so với năm ngoái. Trong năm 2014, Toyota đã bán được tổng cộng là 10,23 triệu xe. Trong khi đó thì Volkswagen đã bán được là 10,14 triệu xe. Kính thưa quý vị, tập đoàn thời trang H&M cảnh báo sẽ phải giảm giá để thanh lý hàng quần áo mùa đông do thời tiết nóng bất thường và do chi phí sản xuất cao vì đồng đô la tăng giá đã khiến cho doanh số quý 1 bị sụt giảm. Hãng thời trang của Thụy Điển lớn thứ hai thế giới chỉ sau Inditex, tập đoàn sở hữu thương hiệu Zara cho biết doanh số bán hàng trong tháng 1 dự kiến tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. H&M cũng như nhiều đối thủ đang phải đối mặt với khí hậu nóng bất thường trong những tháng gần đây, khiến cho thời trang mùa đông bị ế ẩm. Lợi nhuận trước thuế của H&M trong quý 4 năm 2015 đã giảm còn 7,15 tỷ kuron, tương đương với 839,5 triệu đô la so với mức 7,8 tỷ kuron ở cùng kỳ năm trước. Chúng tôi sẽ được chuyển sang các thông tin về chứng khoán Á. Thị trường ở đây đã tăng điểm tức thì sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ về việc áp dụng chính sách lãi suất âm. Quyết định được đưa ra vào sáng 29 tháng 1, theo đó thì BOJ sẽ tiếp tục duy trì gói nới lỏng định lượng và áp dụng chính sách lãi suất âm cho đến khi nào thấy cần thiết. Các thị trường chứng khoán trên toàn châu Á đã phản ứng tích cực trước thông tin này. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2,8%, chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,59%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,27% và chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng mạnh nhất là gần 3,1%. Cổ phiếu của nhóm năng lượng trên toàn châu Á tăng điểm sau khi giá dầu tăng trong phiên giao dịch đêm qua, cũng là phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Cả dầu thô của Mỹ và dầu Brent đều đóng cửa ở mức trên 33 đô la một thùng. Mặc dù vậy, giá dầu vẫn còn ở mức thấp trong nhiều năm. Tại thị trường Úc, cổ phiếu của Santos tăng 6,29%, Woodside tăng 4,06%. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Inpex tăng 4,38%, trong khi Japan Petroleum tăng 4,2%. Cổ phiếu của SOI trên thị trường Hàn Quốc tăng 1,7%. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã điểm qua một số thông tin trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị cùng chúng tôi giải lao cho đến phút trước khi cùng quay trở lại với phần bình luận với chị Bảo Châu đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng.